Phát lệnh truy nã, hai thanh niên đánh thiệt mạng nam quân nhân ở Hà Nội. Sáng ngày 17 tháng 1, thông tin từ Bộ Quốc phòng cho biết, cơ quan điều tra hình sự quân đoàn 1 Bộ Quốc phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và phát lệnh truy nã đối với Đỗ Hân và Đỗ Văn Thơm, 20 tuổi, chú huyện Trương Mỹ Hà Nội về hành vi giết người. Cơ quan điều tra cũng phát thông báo tìm nhân chứng đối với anh Nguyễn Hoài Nam, thường gọi là Nam Cố Thổ, 21 tuổi, chú huyện Lương Sơn Hòa Bình để phục vụ xác minh điều tra. Cơ quan điều tra hình sự quân đoàn 1 đề nghị những ai biết hai bị can nhân chứng ở đâu cần báo ngay cho cơ quan chức năng hoặc điều tra viên theo số điện thoại 0989 274 098 để phối hợp giải quyết. Trước đó khoảng 0 giờ ngày 24 tháng 10 năm 2021, anh TL, ngụ huyện Quốc Oai Hà Nội, đi xe máy đến khu vực thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ thì bị một ô tô ép vào lề đường, sau đó khoảng 10 thanh niên từ ô tô lao xuống, dùng hung khí tấn công anh TL, khiến nạn nhân bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và qua đời vào tối cùng ngày. Anh L là quân nhân nên vụ án đã được chuyển đến cơ quan điều tra hình sự quân đoàn 1 để điều tra xử lý theo thẩm quyền.